Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, việc trốn tránh hoặc cố tình gian dối trong giám sát y tế ở thời điểm dịch bệnh bùng phát là hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm sẽ bị xử phạt tùy vào tính chất và mức độ. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hành vi vi phạm quy định giám sát bệnh truyền nhiễm và mức xử phạt đối với hành vi này ra sao? Đó là nội dung của chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi một tình huống được đặt ra ngay sau đây. Yeah. alo em chào anh Hùng vâng em đây ạ vâng ạ vâng ờ, cháu Tuấn với lại cháu Quang của nhà bác ấy. thì là chúng tôi đi du lịch thì là bây giờ về nước người ta là phải khai báo này với lấy mẫu xét nghiệm anh ạ vâng à, đúng rồi à. vâng cả, cảm ơn anh đây chào anh con chào bố con về rồi Ui. con về rồi đấy à vâng vừa đi xong cái về ngay thế nào thế đã lấy mẫu xét nghiệm với lại với lại khai báo đi chưa rồi. thôi con không lấy làm gì đồng lắm đợi thì lâu lắm tí con có phải hẹn với bạn đi chơi đấy. cái thằng mày chẳng hiểu bất cái gì cả con ấy là đối tượng bắt buộc phải xét nghiệm nhá Bây giờ mày đi lây lan cho người khác thì có khổ không? Nhá Mà bây giờ nó còn tụ tập nữa thật này Rồi ơi, trời. ơi. Nhưng mà con đi du lịch về nửa tháng rồi Bố nhìn xem có khỏe mạnh như thế này thì làm sao mà bị ỉc. Cái bệnh này đấy Nó không biểu hiện gì đâu Nhá Bây giờ đang trong thời gian ủ bệnh cũng nên gì chứ. Bố nói thế làm như con bị Covid rồi nên rồi, Bố lo là lo cho mày ấy Con ấy kiểu gì cũng trong cái danh sách của người ta rồi Sớm muộn gì người ta đến tận nhà người ta lôi cổ mới đi nhá Đi làm cho nó xong đi Nhưng Mà... Nhưng mà cái gì? Đi xong rồi về luôn nhá Có người nhá Xét nghiệm đến 3 lần mà có kết quả đấy Đừng có chủ quan đi nhanh đi Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Đi nhanh Thôi được rồi, để con hủy với bọn bạn vậy Biết thế không trốn đến giờ này có phải xong được không? Theo tình huống, Tân đã đi du lịch từ vùng dịch về nên phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, Tân cho rằng mình không mắc bệnh nên đã không thực hiện xét nghiệm và bỏ về nhà. Không chỉ nhân vật trong tình huống, trên thực tế cũng có rất nhiều cá nhân vì chủ quan với bệnh dịch mà có hành vi sai phạm. Vậy theo quy định của pháp luật, những hành vi như thế nào được coi là vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm và mức xử phạt hành chính đối với các hành vi này ra sao? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với luật sư để giải đáp những vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi. Các hành vi vi phạm quy định giám sát bệnh truyền nhiễm. Để nắm rõ tình huống nêu trên hơn trong góc độ pháp luật thì chúng ta cùng tìm hiểu các quy định pháp luật về hành vi vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm cũng như là các quy định về mức xử phạt hành chính tức là cái chế tài mà người vi phạm sẽ phải chịu. Thứ nhất là các hành vi vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm. Theo quy định tại điều 6 Nghị định 176 2013 NDCP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì các hành vi vi phạm quy định giám sát bệnh truyền nhiễm bao gồm các hành vi cụ thể như sau. Thứ nhất là không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Thứ hai là che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Thứ ba là không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thì bệnh COVID-19 là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A do virus SARS-CoV-2 gây ra. Vì vậy, hành vi của anh Tân trong cái tình huống mà chúng ta vừa xem có thể là hành vi không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và do vậy cái hành vi của anh Tân có thể bị xử phạt hành chính. Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định giám sát bệnh truyền nhiễm. Cái mức xử phạt và cũng như quy định cụ thể về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm thì chúng ta có thể tham khảo như sau. Đối với hành vi không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì cảnh cáo hoặc là phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng nếu người vi phạm là cá nhân phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400 đến 1 triệu đồng đối với người vi phạm là tổ chức đối với hành vi che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì phạt là phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu người vi phạm là cá nhân và phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng nếu người vi phạm là tổ chức. Đối với hành vi không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mức phạt tiền đối với cá nhân là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. À, ngoài khả năng bị xử phạt hành chính thì nếu như hành vi à, phí vi phạm quy định mà tôi đã đề cập ở trên mà dẫn tới làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo quy định tại điều 240 Bộ luật hình sự 2015, hình phạt đối với tội phạm này là mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc là có thể bị phạt tù, tù giam từ 1 đến 12 năm tùy theo mức độ và tình, uh, nghiêm trọng và tính chất của tội phạm. chúng ta vừa lắng nghe phần tư vấn của luật sư về quy định pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm quy định giám sát bệnh truyền nhiễm và các mức xử phạt hành chính. hy vọng rằng qua chương trình này chúng ta sẽ có những thông tin hữu ích đồng thời nâng cao hơn ý thức trách nhiệm vì một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp. chương trình chung tay cải cách thủ tục hành chính của đài phát thanh và truyền hình Hương Yên được bảo trợ truyền thông bởi Sở Tư pháp Hưng Yên đến đây là hết. xin kính chào và hẹn gặp lại.